Hello, xin chào mọi người. Trên tay mình bây giờ đang là rất nhiều cái chiếc điện thoại iPhone 5C. iPhone 5C là một phiên bản giá rẻ mà Apple họ đã sản xuất ra với những cái màu sắc có thể nói là rất bắt mắt. Đặc biệt là họ đưa ra những cái mẫu này để phục vụ những đối tượng gọi là học sinh sinh viên có những cái thu nhập thấp hay là mới sử dụng điện thoại. Ngay từ thời điểm nó mới ra thì của những iPhone 5C này nó cũng đã rất là hot rồi, với những cái màu sắc có thể nói là rất là bắt mắt. Đấy, hiện tại thì mình trên tay đang có rất nhiều những chiếc iPhone 5C vẫn chưa kích hoạt các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ check ra cho các bạn xem rằng là những chiếc máy này từng chiếc InMate 1 có kích hoạt hay chưa. Đến thời điểm này nó là thời điểm 2020 rồi, và cái máy này thì đa phần là sản xuất năm 2014. Đây là hàng tồn kho ở phía bên Trung Quốc. Đấy, các cửa hàng bên Trung Quốc thì đợt vừa rồi thì là Covid cho nên là họ đóng cửa hàng rất nhiều, cho nên là những cái hàng tồn kho của họ sẽ được bên phía Việt Nam mình mua về và bán lại. Đây, nhìn nói sơ qua về máy nhá, thì máy là đạt gần như cái độ gọi là mới tinh. Đấy, có thể là nói là nó không được như kiểu là nguyên siêu đâu, tại vì là nó để ở môi trường bên ngoài hay là do cách bảo quản để bụi bặm nó vào thôi, chứ còn nó là vẫn là mới tinh nhá, tại vì là nó chưa kích hoạt, hoàn toàn là zin 100% các bạn nhé, 100% zin luôn, cam kết zin luôn. Đây các bạn nhìn này, không, hàng này không phải hàng lên vỏ đâu nhá, hàng không phải hàng lên vỏ đấy, đây là hàng zin, vỏ zin luôn đấy. Tất nhiên là về những cái phần gọi là kỹ thuật để mà đội thợ người ta có thể làm một chiếc đóng mới một chiếc iPhone, đấy là điều dễ dàng. Ở thời điểm bây giờ như anh em đã biết thì là cũng là khá dễ dàng đối với các cầu thủ. Nhưng mà để nói về chuyên môn, chúng ta nhìn rất đơn giản. Nếu mà những cái máy mà nó được in lại những chữ InMate này ở trên sau lưng của máy này, thì bên những cái chất liệu màu chẳng hạn, hay độ sắc nét của những cái máy in thủ công bên ngoài thì không thể nào như được chính hãng họ in đâu. Đấy, cho nên là chúng ta cũng có thể nhìn cách phân biệt dễ dàng. Đấy, nhìn các chi tiết này, đồ đóng, đồ fake thì không bao giờ bằng được đồ zin. Đấy là nguyên tắc, anh em nhìn cái biết ngay đúng không? Đây là máy, những chiếc máy này là máy zin hoàn toàn các bạn nhé, nhưng mà nó không còn hộp. Đấy, có những cái mình nhập được một lô, có những con có hộp, có những con không có hộp. Đấy, bây giờ là mình sẽ check từng con một. Mình đang cắm ở sẵn ở máy tính, đây là còn một con, đây là phiên bản một trắng nhá, có mã A1516 này, có đuôi InMate là 14640. Đấy, đây hiện tại đang ở trên này, mình đang cắm sẵn ở trên màn hình máy tính này các bạn nhìn nhá. Đấy, bắt đầu là mình sẽ check cho các bạn xem luôn. Đây, chúng ta có một cái đuôi InMate đây nhá, các bạn nhìn thấy đây là InMate này 14640 đây nhá. Đấy, bây giờ đây là có thời gian bảo hành này, xem Apple họ sẽ còn bảo hành những cái chiếc máy này không. Ở đây thì họ sẽ yêu cầu mình gõ một cái ký tự ở trên bàn phím. Đấy, chúng ta sẽ hãy kích hoạt thiết bị của bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ hiện cái dòng hãy kích hoạt thiết bị của bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đấy chưa? Đúng không? Hãy kích hoạt thiết bị của bạn. Đấy, tức là cái máy này là chưa được kích hoạt nhá. Máy này là chưa cắm sim một lần, nôm na như thế. Thế cho nên là các bạn có thể mua một những cái máy này với giá rất chi là hợp lý luôn. Đấy là mình check thử một cây. Đây, máy này thì ở đây hiển thị, chúng ta có hiển thị một cái phiên bản. Ở đây chúng ta sẽ không được biết cái dung lượng của nó. Đấy, khi mà để chúng ta sẽ check vào cho bên trong xem phần chi tiết này. Đấy, ở đây thì là máy này là nó trong cái quá trình mà nó chính xác, cái con 14640 này là trong quá trình nó để lâu các bạn nhé, nó để lâu thì là chúng ta sẽ cái pin của nó tồn kho. Đấy, cho nên là nó sẽ bị phồng pin lên. Đấy cho nên là nó sẽ phải thay pin. Đấy các bạn nhé, nó sẽ ở thay pin.
Thay pin này thì là chúng ta sẽ có một quả pin là thay một quả pin mới, là quả pin này là không phải là mới mà tức là pin này là pin pin zin lắp lại thì là cái quả pin này đã sạc là 80 lần rồi và độ hao tổn pin là còn 93% trên 100% nhá. Thì có nghĩa là 7% đã ra đi rồi. Ở phiên bản này thì iOS của nó, bản gốc của nó là 7.0.4. Đây là phiên bản 11B554A. Đây là phiên bản version iOS của Apple. Đấy, dành cho những cái phiên bản iPhone 5C này. Lúc mới ra thì họ sẽ áp sẵn một cái phiên bản iOS gốc của máy ở trên chiếc máy này. Nó sẽ chiếm khoảng hơn 2GB dung lượng trong tổng số 16GB của trang bị của máy. Đây, chiếc máy này thì bây giờ hiện tại bên mình đang bán giá khoảng 1.2 triệu nha các bạn nhé, đang bán với giá khoảng 1.2 triệu. Đây phiên bản 16GB chưa kích hoạt đã thay pin đấy, và main thì toàn bộ là xanh các bạn nhé. Đấy thì là máy này là máy màu trắng zin, giá bán máy trần của nó là 1.2 triệu. Đấy là máy bên mình bán là chỉ có bao test 7 ngày, nếu các bạn muốn bảo hành 3 tháng thì sẽ giá bán của nó sẽ là 1.5 triệu các bạn nhé. Anh kêu này, đấy một cây này. Bây giờ mình sẽ sang cái khác này. Đây mình sẽ cắm cái cây màu xanh này nhá, có mã in mây này cho các bạn xem luôn này.